Ngay lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với phóng viên Tam Điệp hiện đang có mặt tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình chữa trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Và xin mời anh Tam Điệp ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và cũng xin được kính chào quý vị khán giả. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng như là các khoa phòng đã tổ chức họp và giao ban trực tuyến để nhằm đảm bảo cái chất lượng chuyên môn cũng như là đảm bảo cái thời gian cho các y bác sĩ trực tại các khoa phòng điều trị cho các bệnh nhân. Cũng theo thông tin từ cuộc họp này thì trong số 69 bệnh nhân đang điều trị tại các khoa phòng của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì hiện nay sức khỏe đang khá là ổn định. 4 bệnh nhân nặng thì đến thời điểm này cũng đã có những dấu hiệu hồi phục sức khỏe tốt lên. Trong buổi sáng thì các hoạt động chuyên môn của bệnh viện cũng liên tục được diễn ra để nhằm có thể đảm bảo nắm bắt được tình hình tốt nhất của các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đây. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà phân luồng bệnh nhân cũng như là việc điều trị cho các bệnh nhân cũng đang được các bác sĩ tiến hành hết sức là khẩn trương. Hy vọng là từ tâm dịch chúng tôi sẽ luôn đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin vui về việc sức khỏe của các bệnh nhân đang hồi phục dần lên, cũng như là việc các bác sĩ tại đây đang nỗ lực đẩy lùi cái dịch COVID-19. Còn bây giờ thì xin được trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn anh Tam Điệp với những thông tin vừa rồi.